Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vùng em Thí Liễu nha. Sẽ có một số phôi giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô bác anh chị em mình trên cả nước nha. Rồi, anh chào Liễu. Dạ em chào anh Thái, con chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái ạ. Hôm nay nhà vườn con có về một lô giấy Mỹ, em mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho con ạ. Số điện thoại của con là 0931714723, cũng là số Zalo của con ạ. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con clip vừa rồi ạ. Mã đầu tiên con lên là mã số 1. Chiều cao là 80. Hôm nay con đâu vị trí này được 19 ạ. Sổ đế được 55. Và mã số 1 là 550.000 ạ. Hàng con bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Tổng trực sổ đế cao anh chị em. Mã số 2. Chiều cao là 90. Hôm nay con đâu vị trí này được 20. Sổ đế là 50. Và mã số 2 là 400.000 ạ. Mã số 3. Chiều cao là 85. Hôm nay con đâu vị trí này được 22. Sổ đế được 50. Và mã số 3 là 450.000. Bao ship bao sống toàn quốc luôn ạ. Mã số 4. Chiều cao là 80. Hôm nay con đâu vị trí này được 29. Sổ đế được 50. Và mã số 4 là 600.000. Mã số 5. Chiều cao là 70. Bữa nay con đâu vị trí này được 21 ạ. Sổ đế được 50. Và mã số 5 là 500.000. Mã số 6. Chiều cao là 80. Bữa nay con đâu vị trí này được 23. Sổ đế được 50 ạ. Và mã số 6 là 500.000. Mã số 7. Chiều cao là 95. Bữa nay con đo vị trí này được 28. Sổ đế được 55 ạ. Và mã số 7 là 700.000. Mã số 8. Chiều cao là 80. Bữa nay con đâu vị trí này được 22. Sổ đế được 45. Và mã số 8 là 400.000. Mã số 9. Chiều cao là 70. Hôm nay con đo vị trí này được 26. Sổ đế là được 55. Và mã số 9 là 450.000. Đế còn đặt quên chị em. Mã số 10. Chiều cao là 65. Hôm nay con đo vị trí này được 21. Sổ đế được 45 ạ. Và mã số 10 là 300.000. Mã số 11. Chiều cao là 80. Bữa nay con đo vị trí này được 26. Sổ đế được 45. Và mã số 11 là 450.000. Mã số 12. Chiều cao là 75. Hôm nay con đo vị trí này được 23. Sổ đế được 40.
Dạ mã số 12 là 400.000. Mã số 13. Chiều cao là 75. Còn nail con vị trí này được 22. Sổ đế được 50. Dạ mã số 13 là 550.000, bao ship bao sống toàn quốc luôn ạ. Mã số 14. Chiều cao là 70. 75 nhé. Bình em đâu vị trí này được 20. Sổ đế được 50 ạ. Dạ mã số 14 là 400.000 ạ. Mã số 15. Chiều cao là được 75. Bình em cũng đâu vị trí này được 20. Sổ đế được 45 ạ. Dạ mã số 15 là 350.000. Mã số 16. Chiều cao là 85. Còn đây con đâu vị trí này được 21. Sổ đế được 50. Dạ mã số 16 là 550.000. Mã số 17. Chiều cao là 80. Quần eo con đôi vị trí này được 23. Sổ đế được 50. Dạ mã số 17 là 450.000. Mã số 18. Chiều cao là 85. Bữa nay con đôi vị trí này được 23. Sổ đế được 50. Dạ mã số 18 là 500.000. Bao ship bao sống toàn quốc luôn ạ. Mã số 19. Chiều cao là 80. Bữa nay con đôi vị trí này được 21. Sổ đế được 47 ạ. Dạ mã số 19 là 550.000. Mã số 20. Chiều cao là 75. Còn đây con đôi vị trí này được 22. Sổ đế được 55 ạ. Dạ mã số 20 là 500.000. Mã số 21. Chiều cao là 75. Còn nail con đầu vị trí này được 24. Sổ đế được 55 ạ. Dạ mã số 21 là 500.000. Mã số 22. Chiều cao là 70. Hôm nay con đo vị trí này được 18. Sổ đế là được 45 ạ. Dạ mã số 22 là 400.000. Mã số 23. Chiều cao là 80. Bữa nay con đôi vị trí này được 23. Sổ đế được 50 ạ. Dạ mã số 23 là 600.000. Mã số 24. Chiều cao là 80. Bữa nay con đôi vị trí này được 22. Sổ đế được 55 ạ. Dạ mã số 24 là 500.000, bao ship bao sống toàn quốc luôn ạ.
mã số 25. Chiều cao là 85. Hôm nay con đo vị trí này được 20. Sổ đế được 60 á. Giá mã số 25 là 500.000. Mã số 26. Chiều cao là 70. Còn đây con đo vị trí này được 22. Sổ đế được 50 á. Dạ, mã số 26 là 400.000. Mã số 27. Chiều cao là 75. Còn nếu con đo vị trí này được 21. Sổ đế được 55 ạ. Dạ, mã số 27 là 550.000. Mã số 28. Chiều cao là 85. Còn nếu con đo vị trí này được 24. Sổ đế được 50 ạ. Dạ, mã số 28 là 500.000. Lô này rất là đều phôi quý anh chị em. Mã số 29. Chiều cao là 75. Còn nay con đo vị trí này được 17 ạ. Sổ đế được 50. Dạ, mã số 29 là 350.000. Mã số 30. Chiều cao là 80. Hôm nay con đo vị trí này được 24. Sổ đế được 45. Dạ, mã số 30 là 400.000. Mã số 31. Chiều cao là 75. Còn nay con đo vị trí này được 21. Sổ đế được 50. Dạ, mã số 31 là 350.000. Mã số 32. Chiều cao là 80. Còn nay con đo vị trí này được 18. Sổ đế được 45. Dạ, mã số 32 là 400.000. Mã số 33. Chiều cao là 78. Hôm nay con đo vị trí này được 21. Sổ đế được 50. Dạ, mã số 33 là 350.000. Mã số 34. Chiều cao là 75. Hôm nay con đo vị trí này được 25. Sổ đế được 55. Mã số 34 là 500.000. Mã số 35. Chiều cao là 90. Còn nay con đo vị trí này được 21. Sổ đế được 50. Dạ, mã số 35 là 500.000. Mã số 36. Chiều cao là 85. Còn nếu con đo vị trí này được 22. Sổ đế được 50 á. Mã số 36 là 600.000.
mã số 37. Chiều cao là 85. Còn neo con đôi vị trí này được 20. Sổ đế được 55 ạ. Mã số 37 là 350.000. Mã số 38. Chiều cao là 80. Còn neo con đôi vị trí này được 15 ạ. Sổ đế được 50. Mã số 38 là 300.000 á. Mã số 39. Chiều cao là 85. Còn neo con đôi vị trí này được 19 á. Sổ đế được 50. Mã số 30, mã số 39 là 350.000. Mã số 40. Chiều cao là 80. Còn neo con đôi vị trí này được 20 ạ. Sổ đế là được 45. Và mã số 40 là 350.000 ạ. Cũng là cây clip của con ạ. Rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ạ. Dạ con xin mến chào. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn Thủy Liễu ha.